Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Hạnh và hiện tại mình đang là tổng đại lý phân phối sản phẩm chính hãng Mai Thảo Mộc. Thì hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta bảo quản Mai Thảo Mộc sao cho được hiệu quả tốt nhất ha. Thì trong thời gian vừa qua cũng có một số bạn sử dụng Mai Thảo Mộc nhưng mà lại bảo quản không đúng cách, dẫn tới là mình sử dụng bị kích ứng, nổi mẩn đỏ hay là có thể là lên mụn nhiều hơn. Thì nguyên nhân do đâu? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái vấn đề này. Thì khi các bạn mua Mai Thảo Mộc và từ bên hệ thống mình á, thì các bạn sẽ thấy là trên cái hộp nó sẽ có ngày sản xuất và hạn sử dụng, và hạn sử dụng của nó là 1 năm kể từ ngày sản xuất. Thì các bạn phải hiểu là 1 năm tức là khi các bạn mua về nhưng mà các bạn chưa sử dụng hoặc là chưa khui ra gì đó thì hạn sử dụng của nó sẽ là 1 năm, còn khi các bạn khui ra rồi á, thì nó không còn là 1 năm nữa mà các bạn phải sử dụng liền ha. Và cái cách bảo quản của nó cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần để ở nhiệt độ thường và không cần để ngăn đông ngăn đá gì đó hết các bạn. Các bạn chỉ cần để ở nhiệt độ thường, và cũng có một số bạn nghĩ là mình để ngăn đông ngăn đá gì đó thì nó sẽ là 1 năm, thì cái đó cũng không đúng ha. Và mình cũng khuyên các bạn á là không nên để ở phòng tắm, vì để ở phòng tắm thì nó cũng dễ bị dăng nước và hay là cái độ ẩm trong phòng tắm nó không có được ok cho lắm, thì nó sẽ làm loãng chất thuốc của mình đi, thì nó hiệu quả nó cũng không có tốt. Các bạn chỉ cần để ở nhiệt độ thường khô ráo là ok. Và cái sản phẩm này là nó từ 100% thiên nhiên, không hề có chất bảo quản, nên cái thời gian mà sử dụng tốt nhất của nó là 30 ngày. Các bạn chỉ nên sử dụng 30 ngày thôi, không nên sử dụng quá lâu thì nó sẽ không còn hiệu quả như lúc đầu nữa. Và cái dung tích của em này là 5ml, thì có những trường hợp là mụn nhiều và cũng có trường hợp mụn ít. Trường hợp mụn nhiều thì cũng có thể là sử dụng 1 đến 2 tuần gì đó là có thể hết một cái chai này rồi. Còn những cái trường hợp mụn ít thì sẽ bôi thì nó sẽ lâu hơn. Và cũng kiểu như là mình bôi mình hết rồi, mình hết mụn rồi nhưng mà cái thuốc nó vẫn còn, thế xong các bạn bỏ vào tủ lạnh hay là bỏ ngăn mát gì đó, các bạn nghĩ là khi nào đó mình nổi một cục mụn nào đó mà sẽ lôi ra mình chấm thì nó sẽ hết, nhưng mà cái đó cũng không có đúng đó ha các bạn. Vì cái sản phẩm này là 100% thiên nhiên, nó được nấu xong rồi kiểu như là nó là chất lỏng á, nên nó sẽ bay hơi và biến đổi thành phần trong đó. Khi mà kiểu như là mình để thời gian quá lâu như vậy thì nó sẽ biến đổi thành phần này, thì đôi khi nó không còn phù hợp với da mình nữa, nó dễ gây cho mình là kích ứng mà mình đỏ. Thì mình khuyên các bạn á là chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày thôi, nếu mà hết mụn rồi thì mình ngưng, không sử dụng sản phẩm nữa. Và thời gian tốt nhất là 30 ngày nha các bạn. Và tiếp theo Hạnh cũng nói luôn về cái vấn đề mà Mai Thảo Mộc Mít và Mai Thảo Mộc Nguyên Chất. Thì có một số bạn nó nghĩ là Mai Thảo Mộc Mít 219.000 và Mai Thảo Mộc Nguyên Chất là 199.000, thì Mít nó mắc hơn thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái suy nghĩ đó là suy nghĩ sai rồi nha các bạn. Vậy tại sao mà công ty người ta lại ra hai sản phẩm? Thì tất nhiên là nó phải có một cái công dụng khác nhau và có những cái trường hợp da khác nhau thì mình mới sử dụng mít hoặc là sử dụng nguyên chất. Có một số bạn rất là hấp tay hấp tóc, mặt còn rất là nhiều mụn, nhưng mà là cứ hỏi mình khi mà mình bán sản phẩm á, một số bạn sử dụng nguyên chất rồi nhưng mà chưa có hết mụn hẳn mà cứ hỏi mình là chị ơi bây giờ em chuyển qua mít được chưa, bây giờ em sử dụng mít nha, thì cái đó cũng không đúng đâu. Các bạn phải cho cái da nó phục hồi, phải biết là mít là nó như thế nào, nguyên chất thì nó như thế nào. Khi mình da mình đang dầu như vậy mà cái mít thì nó có saffron, nó cấp ẩm, lượng ẩm rất là cao, mà dầu mình đang dầu như vậy lại cấp ẩm nữa thì rất là dễ gây mụn ẩn. Và cũng có một số người bán không kiểu như không tư vấn kỹ cho các bạn á, hoặc là các bạn không hỏi người ta mà các bạn cứ nghĩ là cái đó tốt, cái đó mắc hơn thì nó tốt hơn. Khi các bạn mua sản phẩm á thì các bạn nên hỏi người bán và nói cho người bán là cái da mình nó đang trong trường hợp nào, thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn là nên sử dụng loại nào thì ok, chứ đừng có hấp tấp như vậy. Và mình cũng khuyên các bạn á là da mình nó đang bị mụn thì phải kiên trì một xíu, bị mụn nhiều thì kiên trì một xíu, đừng có vội vàng. Da phải có thời gian phục hồi, chứ các bạn vội vàng quá, da nó chưa kịp đào thải những cái chất độc ra, chưa kịp đẩy hết những cái nhân mụn lên mà các bạn lại sử dụng mít vô, nó cấp ẩm vô làm cho lượng dầu nhiều hơn. Thì các bạn cũng biết rồi đó, nếu mà da mình nhiều dầu thì nó cũng dễ làm cho mình bị mụn.
Đó. Thì các bạn phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm cũng như là nói người bán tư vấn cho các bạn kỹ để các bạn có thể sử dụng một cách tốt nhất và nó có hiệu quả tốt nhất trên cái da của mình. Hy vọng cái chia sẻ của mình hôm nay sẽ giúp cho các bạn biết cách được bảo quản sản phẩm một cách tốt nhất và biết cách phân biệt được cái loại nào sẽ phù hợp với da của mình, thì có một cái liệu trình sử dụng và trị mụn một cách tốt nhất. Nếu như mà các bạn thấy cái video này hữu ích thì hãy đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn còn thắc mắc gì về Mai Thảo Mộc thì có thể liên hệ với mình qua những địa chỉ mà mình để ở phần mô tả. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.